chỉ cần ghi đáp án là không cần ghi hết nguyên câu đâu. À, mấy anh chị đừng có hiện quá ghi hết nguyên câu hơi dài đấy, ghi đáp án thôi được rồi. Rồi à, thử đi ha. Rồi thầy P đừng thử nữa. Đây là. Rồi bạn rồi. Rồi coi chữ mai là số 1 đi. Chạy quyết định thêm câu thứ hai. Who is the famous say the most famous say chạy thêm. Alright, the most famous. Rồi và chị trả lời nội dung thầy đi. Ai cái tiếng đầu tiên nhất của quốc gia này, đất nước này, Sơn Tùng á. Rồi Sơn Tùng cũng hay. Đúng không? Sơn Tùng, MTV is the most famous singer in my country, đúng không? Nhưng mà thầy nghĩ là Jack chứ, đúng không? Với cả Messi mà. Rồi, số 3. À, rồi, số 3 này đọc bên câu luôn ha. Rồi, này khó nha, số 3 khó nha. Rồi, anh Ngô Hoàng Minh Tuấn. Rồi. À, làm ví dụ số 3 cho thầy đi. Nice. Rồi, ok. Rồi, which is in the country? Rồi, câu này nghĩa là gì ạ? Đâu là những quay ai là nhiều hơn nhiều quải rồi. Có vị nào là đẹp nhất ở đất nước bạn. Rồi là anh cãi cho thầy một số cái bản kinh đẹp của quốc gia mình được không? Thành đất nước mình được không? Thầy cho anh nhờ gì nữa? Trung Quốc, anh Trung Quốc chưa? Hồ Chí Minh City. Quốc ngọn đẹ từ đâu nữa? Đà Nẵng kìa. Đà Nẵng, rồi kìa. Huế. Huế, Huế có bị đâu? Có. Ảo mình để, ảo vậy, thầy chưa nghe đó ta. Bình Định. À, Bình Định. Không, Quy Nhơn đúng không? Quy Nhơn. Quy Nhơn chứ không, Quy Nhơn thì có. Rồi, kéo chạy giới thiệu qua thầy Tuy của ấy đó rồi. Vĩnh Vĩnh Hy. Rồi ha, where are the nice beaches ha, bãi biển. Đọc cẩn thận tên này nha, dễ cái hiểu lầm lắm á. Rồi, số 4. Ủa sao mấy giờ họ đi rồi?
là già thêm chữ mốt luôn nữa. Đó, sử dụng chung luôn ha. Most dangerous, đúng rồi. Động vật này là nguy hiểm nhất thế giới. The most dangerous. What do you think? Động vật nào? Tiger, lion. Không thấy là tiger đâu có nguy hiểm đâu. Thấy mấy anh con trai ngày nào cũng làm một con tiger vô bụng mà. Đúng không? Lion ha. Xin lỗi hai ông mà. Alright, who is the... Còn số 5, who is the... Tallest là người cao nhất. Cái nhà mình là ai, đúng không? Số 6, my mom is the best cook. À, mấy anh chị đó nha. Đầu bếp là cook ha, chứ là gọi là cook cờ ha. Cook cờ là cái đồ cơm điện á. Được chưa? Còn đầu bếp thì là cook thôi. Ngoài được cook thành là ta sang được từ gì nữa? Chef. Biết là chef không? À, nó ghi là sập, sập là chiếc sò nha, coi là chiếc sò ha. Đây. Rồi, Master Chef đúng không? Gordon Ramsay đó. Chef ha, ông này là một sò ha. Đó. Nó giống như từ... Đây, từ này. Không, Chicago. Chicago ha. Gọi là rượu quang đúng không? Champagne. Đấy. Champagne ha. Lý do là một chiếc sò này nó từ một gốc phát ha. Gốc phát. Từ gốc phát. Chef. Đó, được biết. Rồi, câu số 7. Ethan is the... Happiest. Rồi, happy giờ tay. Ủa, sao nãy nghe là happy giờ không giờ hỏi không ai giờ tay nha. Ai là happiest giờ tay? Rồi, đúng rồi, happiest nha, bánh chị, tại vì sao? Đây là sánh nhất mà. Nhất là cái đò nè. Đò là nhất thì là tôi là S, chứ là R ha. Là happiest boy, that I know. Rồi cuối cùng, she bought the biggest, mà cái bánh to nhất của cửa hàng đúng không? Đó. Alright. Thế là happy sẽ hai âm mà rồi nó không thêm hai âm. Sao mình không dùng tính từ dài này happy á? À rồi. Sao tính nhất? Trong tiếng Anh nó quy ước giống cái từ và cái thúc bằng đuôi dài, rồi nó sẽ quy ước từ ngắn luôn, ví dụ như từ busy, happy, merry. Alright, nó quy ước từ vậy ha. Còn chị biết quy ước là sao thì chị hỏi cái người tạo tiếng Anh đó thôi. Chứ thầy cũng không giải đáp được ha. Nó quy luật rồi. Đúng không? Vậy thầy hỏi chạy người là chạy ra sao tiếng Việt nhỏ đúng không? Vậy chứ tại sao tiếng Việt chứ y dài, y ngắn thì sẽ xài cực kỳ giống nhau, trừ một chữ thôi. Đúng không? Ví dụ như ly kỳ đúng không? Thập kỳ. Đó. Mà tại sao là chữ phí mà chữ kia không được. Đó đúng không? Rất khó hiểu ha. Đúng không? Y dài ngắn đúng không? Linh hay là Linh giờ y dài ngắn là được mà. Học kỳ đúng không? Vật lý đó kiểu vậy. Vậy là sợ không chưa mấy chị ơi? Nhớ nha, đó tính từ dài, tính từ cái khúc bằng đuôi dài thường nó tính từ ngắn luôn. Rồi. Đó bài tập kiểu vậy ha. Các chị chú ý nè, khi nhìn cho một câu á, so sánh đúng không? Bước đầu tiên là mình xác định coi đó là so sánh gì. Hơn hay nhất? Hơn sẽ có chữ đen, nhất có chữ đò ha. Rồi. Nếu mà không có hai chữ đen chữ đò thì các chị chú ý nè. Nếu nó từ cái đó có hai bậc đúng không? Hai bậc với nhau thì sánh hơn ha. Còn nó nói một bậc trong một đống á thì chính là nhất rồi. Nhớ nha, hai bậc với nhau là sẽ lớn hơn. Còn một bậc mà trong một đống á thì nó là nhất. Rồi. Rồi mời bạn đọc lại số 1 và bạn đọc một anh chị đọc lại số 1 và anh chị đọc lại số 2 ha. Rồi, đọc qua đọc thử thôi, rồi đọc thôi. Rồi mời chuyên ngành ha, cái này là đại học chuyên ngành á. À, ai khách khá đúng không? Rồi sáng giờ cũng scan được cũng scan được chị này đọc tiếng Anh cũng ok này, là chị đọc thử đi. Với chị này nếu mới vô nữa, chắc mình có học bài rồi.
là chị đọc theo fan đi. Fan mong chạy sức khỏe ha. This one are like places, places. Đó, ES mà, đọc là exit places. Rồi chị mình chắc cũng học trước ở đâu nè, em đọc cũng khá là ok đó, rất là smooth đó. Đúng không? Rồi, chị gần tiếng Anh rồi á. Dòng chữ nào? Cử nhân tiếng Anh. Dòng chữ nào? Dòng chữ nào? Rồi thì đọc smooth đó. Alright, thì đây là một cái bài đọc về sức khỏe ha, health form đúng không? Cái trang trại sức khỏe. Chị đọc cái anh dễ. Nói hẹn một số chỗ rồi đó. Sao? Còn không sao. Thì trong cái bài đọc này các chị thấy này, người ta xài rất là nhiều cái comparatives và superlatives ha. Fitter là healthier, younger, more relaxed. Most popular, largest, the most expensive, 10 times better. Alright, đó, rồi dưới đây có darkest, cheaper, darkest, coldest, lower prices.